lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận giải thưởng lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới 2017. Nhân Đại hội Phật giáo toàn cầu lần thứ 2 cũng như Hội nghị Thượng đỉnh Tăng già Phật giáo thế giới diễn ra tại Đại học Phật giáo Chánh Pháp tại Malaysia ngày 22 đến ngày 25 tháng 7 năm 2017. Tiến sĩ Bonchai Binyabong, Chủ tịch Liên minh lãnh đạo Phật giáo thế giới và Hòa thượng Thích Huệ Hải, Hiệu trưởng trường Đại học Phật giáo Chánh Pháp đã trao tặng giải thưởng lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới lần thứ 4 đến các vị tăng thống, phó tăng thống, chủ tịch, phó chủ tịch các giáo hội và tổ chức Phật giáo đến từ 40 quốc gia. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhân về sự phát triển bền vững của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Ban tổ chức đã trao tặng giải thưởng này cho Hòa thượng như vị lãnh tụ Phật giáo nổi bật nhất năm 2017. Năm nay, ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, nhằm ghi nhận những đóng góp của Hòa thượng cho Phật giáo tại miền Nam Việt Nam. Ban tổ chức đã trao giải thưởng này cho Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Hòa thượng Thích Thiện Tánh, nhằm vinh danh những đóng góp to lớn của Hòa thượng cho sự phát triển của Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài giải thưởng quan trọng nêu trên, năm nay ban tổ chức còn trao giải thưởng Nhà cải cách Phật giáo toàn cầu cho Thượng tọa Thích Nhật Từ. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của các nhà lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu.